Hello, chào tất cả các bạn nha. Mình đã hướng dẫn tất cả các bạn là rất nhiều clip về cách chạy xe côn tay rồi. Hôm nay thì mình sẽ làm lại một cái clip nữa để hướng dẫn các bạn mà chưa biết chạy xe côn tay ha, sẽ biết chạy xe ngay khi mà sử dụng chiếc xe Exciter 155 VVA này. Đó, đây là chiếc xe của mình, thì mình đã quay rất là nhiều clip cho các bạn xem về chiếc xe này rồi. Đó, hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn các bạn về cách chạy xe côn tay nha. Mọi người, những ai mà chưa biết chạy xe côn tay thì các bạn nên học về cái số này. Đó, từ cầu sang số, ví dụ như là một số tới và 2, 3, 4, 5, 6 là lùi. Đó, thuộc về số. Với lại là các bạn nên biết là côn ra ga vào, có nghĩa là khi các bạn bắp côn này này. Đó, thì các bạn nên lên ga một xíu ha. Lên ga một xíu, với lại là khi dừng là về số 1. Đó, chỉ cần như vậy thôi. Và chạy xe côn tay thì nó sẽ khác với côn tự động, là côn tay thì nó sẽ có cái côn ở đây. Đó, để bóp ở đây ha. Côn tự động thì các bạn sẽ không phải bóp ở đây. Nói chung là bên này thì nó sẽ chống. Ở chiếc xe này mình đã quay rất là nhiều và hôm nay thì mình đi trời mưa, các bạn có thể thấy này, nó rất là bẩn luôn. Đó, mình nó rất là bẩn nhá. Bởi vì là ở chỗ mình thì đang mưa bão, các bạn thấy này. Đó, ở trời đây rất là mây mù mịt luôn, mưa bão liên tục. Cái này mình đã chạy ra ngoài để mình có thể hướng dẫn các bạn nha. Rồi, đầu tiên thì đối với những các bạn nào mà chưa biết chạy xe thì các bạn chỉ cần biết về số, với lại là hiểu được là ở số 1 phải dẫm về đằng trước, số 2 rồi về đằng sau. Mình nói với các bạn là nhiều bạn biết rồi á thì có thể là bỏ qua video này nhá. Còn nhiều người á mà chưa biết chạy xe thì có thể là còn chưa biết là số 1 là dẫm về đằng trước rồi số 2 gạt về đằng sau cơ. Đó, nhiều người bởi vì chưa biết chạy xe mà nên là chứ đâu phải là nhiều người là đã chạy xe rồi đâu. Đó, thì đây là phiên bản khóa Smart Key nên là các bạn biết là nó sẽ không có chìa khóa nha, mình sẽ nên để mình hướng dẫn các bạn để cách chạy xe ha. Đây, đầu tiên ví dụ như là mọi người mà đi số đang ở số 0 như này. Đó, thì đề máy lên thì nhớ bóp cái côn này lại nha. Đề lên thì các bạn nên bóp lại để vào số. Đó, còn bây giờ mình thả ra thì cũng chả sao. Đó, bởi vì chưa có số mà ha. Nên bóp hết côn lại. Đó, bóp hết côn lại ha. Bóp côn lại thì để có thể tập chạy xe thì bóp côn lại thì khi mà sang số thì nhớ là dẫm về đằng trước nhá, để vào số 1 nhá. Đây mình sẽ cho các bạn xem đây. Đó, vào số 1 đây, nó sẽ báo số 1 ở đây. Đó, báo số 1 thì khi mà mọi người nhả cái tay ra này. Đó, thì mọi người mới tập xe thì sẽ không nhả từ từ đâu, mà nhả ra một cái. Đó, nhả như này này. Đó, nó sẽ chết máy ngay. Bởi vì là khi nhả như vậy thì bên này không có ga, thì các bạn nhả ra một cái luôn thì nó sẽ chết máy. Nên là tại sao mà nhiều người đi xe đến mức độ mà đường kẹt hay là đi những cái đường gồ ghề khó mà không chết máy. Bởi vì họ đi xe sẽ tự cảm nhận được rằng là cái máy nó đuối thì sẽ phải thêm ga ngay ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Đó, với số 1 này thì các bạn đứng lại thì các bạn nhớ là khi mà cái côn các bạn buông ra từ từ nha. Buông từ từ thôi, nhớ là buông ra từ từ và cái ga này phải nhồi lên một xíu ha. Ví dụ đây, đó, côn nhảy ra từ từ. Đó là xe nó chạy rồi, đấy các bạn thấy không? Nó rất là dễ, bởi vì chạy xe côn tay nó cực kỳ dễ luôn. Nhiều người chưa chạy bao giờ thì cứ thấy sợ thôi, chứ còn len lên xe một cái là chạy được ngay. Dù chỉ là vài lần thả ra, cứ thả như này, cứ thả ra này nó bốc đầu, là sợ đúng không? Là sợ không chạy nữa. Nhưng mà thực ra là, đấy là do mình thả mạnh quá. Thì mọi người nên thả ra vừa vừa thôi. Ví dụ này, mình thả ra này, thả ra một xíu này thôi. Đó, một nửa này thôi. Đó là xe nó thấy xe nó đuối đuối một cái thì mình lại thêm ga một xíu, đừng có ga mạnh quá nha. Đó là đi được thôi. Rồi, và khi mà dừng lại á thì cũng nên bóp côn nha. Cũng như là lúc mà bắt đầu đi á thì nên đi số 1. Bởi vì số 1 thì cái lực kéo của nó mạnh. Ví dụ như là mình để số 2, số 3 này, đó. Số 3 này, số 4 này. Nếu mà mọi người mà chưa biết đi xe mà để số 3, số 4 này đi này. Thứ nhất là nó hại cái lá côn. Nó sẽ nhanh cháy cái lá côn cũng như là nó hại cái nồi. Cái thứ hai nữa là nó sẽ chết máy rất là dễ luôn, các bạn thấy không? Đó, chỉ cần nhả ra một xíu xíu là nó chết máy ngay. Bởi vì cái lực kéo của số 3 nó rất là yếu ha. Nó chỉ số 3 nó chỉ đi ở những cái tốc độ tầm 20-30 thôi. Đó, trở lên thì mình đi cái nó có chớn đó thì đi số 2, số 3 nó không chết máy ha. Rồi, bắt đầu mình sẽ ra từ từ nha, ra từ từ. Đó, và chạy thôi, rất là dễ. Chúng ta chả phải quan niệm theo một cái lý thuyết rằng là tốc độ đào số đó đâu. Mọi người có thể đi tốc độ 30 với số 5 cũng được ha. Đây mình sẽ đi số 1. Và khi mà sang số chúng ta sẽ bóp côn lại một xíu. Bóp côn lại một xíu nha. Hay là giảm ga một xíu được thì sang số tới mượt hơn. Đó. Và ví dụ như bây giờ nha. Này, mình muốn dừng lại thì các bạn nhớ là phải bóp côn lại nhá. Dừng phải bóp côn lại. Bóp côn lại thì nó sẽ không chết máy. Còn nếu như mà dừng lại không bóp côn. Đây mình sẽ dừng lại không bóp côn nha. Đây, ví dụ như dừng lại không bóp côn. Đó. Nó sẽ chết máy ngay và để lại như vậy nhiều lần nó sẽ không tốt nha. Bởi vì các bạn nhớ là không nên bóp côn, không bóp côn thì dừng lại thì cái máy nó sẽ chết ngay và các bạn đi xe rất là dễ té và người ngồi sau nó cũng dễ tông vào mình nữa. Đó nên là khi mà dừng lại thì chúng ta nên bóp cái côn lại và về cái số thấp này để cái lực của nó, lực phanh á, nó sẽ mạnh hơn. Đó, khi mà dừng lại để đi mọi người nhớ là phải về số 1 nhá. Số 2 cũng đi được, số 3 cũng đi được nhưng mà cái lực kéo của nó không mạnh. Là nó sẽ nhanh hại cái nồi cũng như là lá côn, nó sẽ dễ bị cháy lá côn.
và chiếc xe của nó sẽ nhanh xuống máy nha. Còn mọi người nếu mà dừng lại mà để về số 1 để đi ấy, thì nó sẽ để cho chiếc xe nó sẽ bền hơn nha mọi người. Nhớ là lúc dừng lại thì mình nên để số 1 thì nó sẽ ok hơn. Ví dụ nha, đó mình sẽ chạy số 1 này, các bạn thấy không, số 1 đi. Rồi khi mà lên ga thì mình sẽ bóc cô lại một xíu, mình sang số. Nhớ là sang số các bạn gẩy mạnh nhá, gẩy mạnh lên một xíu. Nếu mà gẩy nhẹ nó về số 0 luôn như mình như này đó. Chúng ta phải gẩy lại lần sau một cái nữa thì nó sẽ về số 2 nha. Cái số của nó thì nó sẽ là 1 tới và 2 lùi, 2, 3, 4, 5, 6 là đều là lùi nha. Đi chậm thì các bạn nên đi số 2. Đó, cái côn này thì các bạn đi chậm thì không có phải bóp đâu. Đó, mình đi tốc độ mới có 10, 12 km/h à. Không phải bóp côn luôn, thì nó không chết máy đâu. Đó, trừ khi chúng ta mà đi chậm quá thì nó mới chết máy thôi. Đó, đi số 2 các bạn đi tốc độ với 10, 13 cây này đâu có chết máy đâu ha. Mình thấy khá là dễ. Còn nếu như muốn lên số thì các bạn cầm vào cái tay côn này này, các bạn bóp bóp một cái xong thả ra ngay. Bóp và thả ra ngay nhá, đừng có giữ. Nhiều người đi á, cái tay côn cứ giữ như vậy này, cứ giữ như vậy này. Đó là nó sẽ cũng hại, rất là hại cái lá côn nha, bởi vì đấy là già côn nó sẽ không tốt. Đó, khi mà sang số các bạn có thể thả tay ra luôn. Đó, và từ số 3 số 5 thì khi mà sang số chúng ta chỉ có thể giảm ga thôi. Nếu mà với trường hợp mà đi quen nhá. Còn đi không quen thì vẫn phải để vào đây để giảm côn một xíu, bóp cái côn một xíu xíu để sang số cho nó nhẹ. Đó, đối với những cái dòng xe mà Exciter thì số nó sẽ nhẹ hơn. Còn đối với những cái dòng như là Winner, Rider thì số nó sẽ nặng hơn nhá. Đó, ví dụ như sang số này thì chúng ta sẽ gẩy lên ha. Đó, gẩy lên để đi. Đây, không cần phải tốc độ nào số đó nhá. Mình đi chậm, không cần tăng ga thì có thể đi tốc độ 100, tốc độ tầm 20-30 cũng vẫn có thể đi số 4 nha. Đi số 5 thì nó hơi đuối máy, đi số 4 là được nha. Đấy, đây là mình đi chậm, mình không cần tăng ga. Còn nếu như chúng ta mà muốn tăng ga, muốn tăng tốc thì chúng ta phải về số nhé. Đây, chúng ta sẽ về số 3 chẳng hạn, để chúng ta có thể là có một lực cái lực kéo, hay là có thể về số 2 khi mà chúng ta muốn đi nhanh hơn nha. Nhưng mà nếu mà đi chậm thì các bạn nên đi ở mức độ là số 2, số 3, nó sẽ an toàn hơn. Đó, cách đi xe côn tay thì mình thấy khá là dễ mà, có gì đâu khó ha. Muốn dừng lại thì các bạn bóp côn này thôi, bóp côn này thì không ga nữa. Đó, bóp côn này thì chúng ta dừng lại thì nó sẽ không bị chết máy. Còn nếu như mà chúng ta mà dừng lại không bóp côn thì nó sẽ chết máy nha. Đây, ví dụ như muốn dừng lại thì các bạn chỉ bóp côn lại, nó về số nha. Dừng lại thì cái máy nó sẽ ghi lại rồi. Đó, rồi muốn đi thì các bạn chỉ cần nhả từ từ. Đó, nhả từ từ. Đó, mình thấy cái đi xe côn tay này rất là dễ. Căn bản là các bạn đi thành thạo và đi làm sao mà để chiếc xe của các bạn mà nó không bị hư thì đó mới là hay, đúng không? Còn đi xe côn tay thì ai chả biết. Đây là mình chỉ nói với các bạn mà nào mà chưa biết chạy xe côn, chưa chạy bao giờ, đó thì có thể tham khảo rằng là khi mà chạy xe thì chúng ta nên làm như thế nào để đi như nào cho nó đúng cách, cũng như là đi như thế nào cho nó an toàn ha. Đó, còn đây thì các bạn thấy đấy là ở chỗ mình ấy nó cũng dịch bệnh nên là đường phố nó cũng vắng lắm, nó không có đông người đâu. Đây, mình đi xe thì mình cứ đi số 3 ha. Các bạn nhớ là đi đừng có nắm, suốt ngày nắm tay côn đây nhá. Nó sẽ rất là nhanh hạn. Thì cảm thấy mình lên nhanh một xíu mình có thể lên số 4 ha. Lên số. Đó, cứ lên thì mình gạt lên, còn xuống thì chúng ta lại dám về số 4321. Đó, nó cũng rất là dễ mà. Mình thấy cơ cấu sang số dòng xe này mình thấy là nó nhẹ, nó không có nặng đâu. Ví dụ như là dòng xe Winner thì trước đây của cái Quido V1 á, cái số nó nặng lắm mọi người. Mỗi lần sang số thấy đau ở chân luôn á. Xe này thấy tăng số nhẹ. Đó, cách chạy xe thì mình thấy như vậy thôi. Các bạn nào mà chưa hiểu thì có thể là comment bên dưới video nhé. Hay các bạn nào yêu thích cái video của mình á thì muốn mình ra những clip tiếp theo thì các bạn nhớ comment nha. Và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình sẽ thường xuyên ra những clip theo kiểu chạy xe như này cho mọi người có thể tham khảo nha. Bởi vì ở chỗ mình đây thì nó là thị trấn, nó không phải là thành phố ha các bạn. Nên là cái về dịch bệnh thì nó cũng chỗ mình thì chưa có đâu, đường cũng vắng lắm, ít ai ra đường á. Rồi và clip là chị mình sẽ dừng ở đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.